xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ đi vào video clip đầu tiên trong chuỗi video về neuroscience à, trước hết là mình sẽ nói về phần phân loại của hệ thần kinh thì như mình đã biết á, thần kinh của mình gồm có brain là não bộ spinal cord là tủy sống và các sợi thần kinh là nerve và hệ thần kinh của mình được chia thành hai nhóm chính đó là central nervous system hay là CNS bao gồm brain và spinal cord và peripheral nervous system hay là PNS đây là hệ thống thần kinh ngoại biên đây là hệ thống thần kinh trung ương và đây là hệ thống thần kinh ngoại biên. Thì hệ thống thần kinh ngoại biên bao gồm các thành phần không nằm ở hệ thống thần kinh trung ương. Và hệ thống thần kinh ngoại biên thì lại được chia thành hai nhóm đó là autonomic và somatic. Thì somatic là hệ thống thần kinh tự chủ là mình có thể ý thức được. Còn autonomic nervous system là hệ thống thần kinh tự động là những cái mà cơ thể mình tự điều tiết. À, thì trong đó cái autonomic nervous system thì lại được chia thành sympathetic nervous system và parasympathetic nervous system đây là hệ thống thần kinh giao cảm và đây là hệ thống thần kinh phó giao cảm à, thì trong video phần còn lại của video này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái peripheral nervous system à, một số cái cấu trúc cơ bản thôi thì trước hết là mình đi vào cái phần somatic thì thực tế thần kinh tự chủ là motor neuron này Motor neuron nó sẽ tác động lên cái cơ xương là skeletal muscle. Thì tại tận cùng của motor neuron sẽ tiết ra cái neurotransmitter là acetylcholine. Và acetylcholine này sẽ gắn lên cái thụ thể nicotinic tại cơ đó là muscle nicotinic receptor nằm ở trên tế bào cơ. Và cái khoảng giữa sợi thần kinh và cơ được gọi là neuromuscular junction là khớp nối thần kinh cơ. Còn đối với autonomic thì autonomic bao gồm, bao gồm là sympathetic và parasympathetic. Tuy nhiên, cái cấu trúc chung của cái sơ đồ thần kinh đó, thì bao gồm cái nhân này. Cái nhân nằm ở central nervous system là brain và spinal cord. Tới cái sợi, hệ thống sợi tiền hạch sợi tiền hạch tác động lên cái phần hậu hạch này. Thì cái vị trí ở giữa này chính là vị trí hạch thần kinh. Thì hạch thì có hạch thần kinh giao cảm và cái hạch thần kinh phó giao cảm để tác động lên cái cơ quan đích. Thì cụ thể mình đi tìm hiểu ở parasympathetic và sympathetic như thế nào Thì parasympathetic nó đơn giản cho nên mình tìm hiểu trước Parasympathetic có nhân ở hệ thống thần kinh trung ương Hệ thống thần kinh trung ương nó sẽ cho cái sợi gọi là sợi tiền hạch này Tiền hạch thì rất là dài Tận cùng của sợi tiền hạch tiết ra acetylcholine Và acetylcholine nó sẽ gắn lên cái thụ thể gọi là nicotinic neuronal là nicotinic ở hệ thống thần kinh sau đó cái tế bào sợi thần kinh hậu hạch này lại tiếp tục tiết ra acetylcholine nhưng mà lúc này nó gắn lên cái thụ thể là muscarinic ha muscarinic để tác động như vậy thì nói tóm lại ở parasympathetic thì mình nhớ là sợi tiền hạch dài sợi hậu hạch thì ngắn và nó có hai vị trí tiết hai vị trí khớp nối thần kinh nè một là acetylcholine tác động lên thụ thể nicotinic tại thần kinh thứ hai là acetylcholine tiết ra tác động lên thụ thể muscarinic và cơ quan chịu tác động của parasympathetic điển hình ở đây là có tim nè cơ trơn mạch máu và các cái tuyến các cái tuyến trong cơ thể của mình à, còn đối với sympathetic thì nó phức tạp hơn so với parasympathetic thì đối với sympathetic thì nó có tới 3 nhánh lận tức là nhân của nó thì vẫn nằm ở central nervous system thì cái nhánh thứ nhất là nó tiết cái acetylcholine tiết cái acetylcholine nhánh thứ hai cũng tiết cái acetylcholine và nhánh thứ ba cũng tiết ra acetylcholine tuy nhiên acetylcholine này sẽ có những cái đích tác động khác nhau à, nhánh thứ nhất là acetylcholine tác động lên thụ thể nicotinic neuronal tức là thụ thể nicotinic tại tế bào thần kinh sau đó kích thích cái sợi thần kinh này tiếp tục tác động này tận cùng nó lại tiết ra noradrenaline thì noradrenaline thì tác động lên các thụ thể alpha hoặc là beta alpha hoặc beta này nó tác động lên các cơ quan tức là tác động đối vận so với tác động đối kháng lại so với cái hệ thống parasympathetic ở đây tức là nó cũng tác động lên tim tác động lên cơ dơ mạch máu và tác động lên các cái tuyến trong cơ thể của mình đó là đối với nhánh thứ nhất của sympathetic còn nhánh thứ hai của sympathetic á, là nó cũng tiết ra acetylcholine cũng tác động lên thụ thể nicotinic tại tế bào thần kinh và tận cùng của nó thay vì tiết no thì nó tiết ra acetylcholine để tác động lên thụ thể muscarinic thì chủ yếu của cái vùng thụ thể muscarine này nó ở nằm ở cái tiếng mồ hôi trong cơ thể của mình ha và cái nhánh thứ ba là nó tác động nó tiết cái acetylcholine nhưng nó tác động lên cái thụ thể nằm ở trên tuyến thượng thận hay là vùng vỏ của tuyến thượng thận á à, à, vùng tủy tủy thượng thận à, adrenal gland à, và vùng tủy này sẽ tiết ra epinephrine để tác động lên alpha và beta thì như trong mình học sinh lý á, thì thực tế cái vùng tủy thường thận này nó tiết ra 80 phần trăm là epinephrine Tuy nhiên là 20 phần trăm còn lại vẫn có no epinephrine Tuy nhiên cái phần mà tác động chính lên cơ thể của mình đó là no epinephrine và thực tế epinephrine mà muốn tác động lên cơ thể của mình thì cũng sẽ trung gian thông qua no -epineprin. nên cái phần tủy thường thận này cũng không quá cần thiết cho cơ thể của mình à, giả sử trường hợp bất khả kháng thì cắt nó đi ấy. rồi vậy thì tóm lại sympathetic á, là mình nhớ cái tiền hạch của nó ngắn hậu hạch nó dài nó ngược lại so với parasympathetic và vị trí thụ thể thì có ba nhóm là acetylcholine tác động lên nicotinic neuron tiết và tác động thụ thể alpha hoặc là beta à, hoặc là acetylcholine tác động lên thụ thể nicotinic tại thần kinh tiết ra acetylcholine tác động lên thụ thể muscarinic ở tuyến mồ hôi à, hoặc là acetylcholine tác động lên thụ thể thần kinh nằm ở trên vùng tuyến thượng thận để tiết ra epinephrine và tác động lên thụ thể alpha hoặc là beta uhm, và phần còn lại thì liên quan đến cái sự tác động của parasympathetic và sympathetic thì chủ yếu ở đây là đề cập đến ba cái đó là đồng tử hoặc là nhịp thở phế quản hoặc là nhịp tim uhm, thì đối với tác động của parasympathetic hay là sympathetic thì mình tưởng tượng đến cái trạng thái á. thường thường parasympathetic sẽ đi kèm với ăn và ngủ còn sympathetic là tác động lên trạng thái Sổ ma, Cứ tương tự là ma rượt thì mắt mình phải mở ra, mở to ra, tức là đồng tử giãn để mình có thể thấy đường chạy và nhịp thở thì tăng lên. Phế quản giãn để lấy khí vào, trao đổi khí và nhịp tim thì cũng tăng lên. Còn trường hợp ăn và ngủ thì đồng tử co đồng tử, tức là tác động ngược lại hoàn toàn so với sympathetic là giảm nhịp thở co phế quản, giảm nhịp tim, làm chậm nhịp tim. À, đó là một số cái tác động của hệ thần kinh. Hy vọng mọi người sẽ thích video clip này và cùng chờ đón cái phần video clip thứ hai trong chủ đề neuroscience à, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau